浮夸的世界，期待重新裂变的力量，反转中溢出这愤怒，足以燃烧崎岖大陆。幸福从来没有预期，感动或伤害只会更坚强，寻寻觅觅之中真相，引领前进方向，始终都是你。Nạp thiếp ký, phần 2, tập 17. Dừng tay. Các ngươi, làm thế nào? Mã Thiên Hộ, xem ra Diêm Dương không xử lý bọn ta mà muốn xử lý bọn ngươi rồi, hành động đi. Sư tỷ, Phi Tiêu thật lợi hại, nhìn thấy dân tỷ còn không bao giờ ta chịu trói, xử lý chúng cho ta. Chân Nhi, bảo vệ nương nương. Hả?
Đi. Mã Thiên Hộ, ngươi mau đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi khai ra tung tích kiến Chân Dư Đảng, ta có thể xin triều đình tha cho ngươi một mạng. Mã Thiên Hộ, kiến Chân bệ hạ, thần đức phụ sự ủy thác của ngươi, tội đáng muôn chết. Ngươi, tên nhảy ranh nhà ngươi, muốn chết thì không chết sớm đi. Hiền đệ, nương nương làm sao vậy? Nương nương nhất định đã trúng thuốc mê, ngủ một giấc là không sao. Chị mau đưa Hiền phi nương nương hồi cung, để nô tỳ dìu nương nương. Dừng tay. Tiểu cô nương, cô động thủ chậm quá đó. Nương nương, người không sao chứ? Thu Trì ca ca, sao cô lại biết vậy? Dương Thu Trì ta là ai? Hành động nhỏ của cô làm sao qua mắt được ta? Thu Trì ca ca, huynh thật lợi hại. Cô ta đã uống thuốc độc tự sát, chắc chắn là trước đó đã chuẩn bị sẵn rồi. Mau đưa nương nương hồi cung. Nhược Băng, Nhược Băng. Đại phu, người đâu rồi? Sau khi tỉnh lại cô ấy đi rồi. Cái gì? Đại phu, đàn ấy không để lại lời gì chứ? Hay là thứ gì sao? Nếu như hữu duyên, mộng cũ xin đừng nhớ. Tấn công, tấn công. Có chuyện tốt, chuyện vui gì chứ? Chỉ Huệ, tướng công, Tịnh Nhi. Hai người trở lại rồi. Hai người quay về bằng cách nào vậy? Người đó nhốt bọn muội ở trong sơn động, sau đó không rõ tại sao lại thả bọn muội đi. Có nhìn rõ mặt mũi người đó không? Không, cô ta luôn che mặt nên không nhìn thấy. Vậy thì tốt rồi. Không sao, không sao. Hai người quay lại là tốt rồi. Tướng công, Chỉ Huệ, nàng chịu ấm ức rồi. Thật ra cũng không có gì. Người đó đối xử với bọn thiếp rất tốt, cho ăn cho uống. Chỉ là thiếp rất nhớ tướng công thôi. Không biết người đó bây giờ thế nào rồi. Ai? Không có gì. Sao ta lại nóng thế này? Mấy ngày nay công tử vất vả cực nhọc, uống chút canh nóng bồi bổ sức khỏe đi. Nghe nói đã tìm được hung thủ giết hại Khảo Ánh tiểu thư, vậy là công tử yên tâm rồi. Đa tạ Xuân Nha cô nương. Vậy nếu như công tử không có chuyện gì nữa, muội ra ngoài trước. Được.
Mã đại ca, Mã đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Tú tài, thánh thượng hạ chỉ, hoàng thượng đã biết chuyện kiến văn dư đảng uy hiếp hiền phi, người vô cùng tức giận. Hơn nữa ta đã điều tra, vẫn còn rất nhiều bộ phận kiến văn dư đảng đang lẩn trốn huyện này. Lý công công nói lần này nhất định phải điều tra rõ ràng, chạy mau đi nói cho đội trưởng biết. Tú tài, Dương hiền đệ, người ta còn đang bận trùng phùng với Tần cô nương. Đã lúc nào rồi không còn lo lắng chuyện này, để ta đi. Tú tài, trong chúng ta nhất định có nội gián. Đội trưởng, ta cũng thấy kỳ lạ, khiến Chân Dư Đảng hành động sớm hơn kế hoạch ban đầu, nhất định là do chúng đã biết cái tin gì đó. Dù sao thì nhất định không phải là ta với Andy Dương rồi, nhất định không phải muội. Khiến Chân Dư Đảng có phải mở nhà trẻ đâu, cũng không phải Andy Dương, cũng không thể là ta. Mã huynh, huynh cũng không phải diễn viên rồi. Huynh cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện tại cảnh biên vệ, làm sao để thăng quan phát tài. Hơn nữa huynh giết nhiều kiến văn dư đảng như vậy, vậy nên khả năng là huynh rất nhỏ. Tâm ý của ta đối với hoàng thượng nhật việc soi tỏ, vậy người đáng duy nhất chỉ có là huynh. Ta không phải ta, là huynh, không phải ta mà. Được rồi, đừng đánh nữa. Không phải huynh ấy. Mau đứng lên đi. Tại sao người chịu tổn thương luôn là ta? Bởi vì huynh ngốc. Nếu như huynh thông minh thì huynh sẽ bị hai người họ đánh sao? Nhưng không phải huynh ấy thì có thể là ai? Nội gián nhất định ở trong chúng ta. Mọi người nghĩ xem, Kim Khả Quánh bị giết, chúng ta đi tìm tên đầu lão tứ, cuối cùng hắn cũng bị người ta sát hại. Chúng ta dự định đi bắt tên Đặng Hữu Lộc, thế mà hắn ta lại chạy trốn mất. Nhất định đã có người báo tin, nhưng người này có thể là ai được? Tống Tri Huyện, có lẽ không phải đâu. Đội trưởng, có khi nào là Dương phu nhân hay không? Mẹ huynh mới là nội gián đó. Sao huynh lại mắng người? Sau này phải làm sao? Sau này mỗi một bước trong kế hoạch của chúng ta chẳng phải là bị tiết lộ cho kiến văn dư đảng hay sao? Tên nội gián này nhất định phải tìm ra hắn. Chúng ta đã bỏ 2 năm trời để bố trí kế hoạch này, không ngờ rằng lại bị tên tiểu tử Dương Thu Trì phá dỡ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Nói, có phải là ngươi đã tiết lộ gì cho bọn chúng hay không? Ta không có. Trước đó ta bị người ta bắt đi, vừa mới quay lại phủ. Lẽ nào ngươi đã động lòng với hắn? Không có. Sao có thể chứ? Ta khuyên ngươi nên tận tâm một chút. Mẫu thân ngươi dạo này rất nhớ ngươi. Ta hiểu rồi, ta sẽ tận tâm. Tình Nhi, muội tới rồi. Thu Trì ca ca, đừng để mệt quá. Vết thương của huynh còn chưa lành hẳn đâu. Không sao. Thu Trì ca ca, người đã bắt muội và chỉ Huệ tỷ đi, có phải là kiến văn dư đảng không? Ta nghĩ có lẽ chính là bọn chúng. Nào, ngồi xuống. Kiến văn dư đảng thật đáng ghét. Không sao, đợi ta bắt sạch một mẻ thì sẽ tính đến hôn sự của chúng ta. Được. Tình Nhi,
Vừa rồi có một chữ vồn thể, ta không hiểu là nghĩa gì. Mùi đọc giúp ta. Người mưu phản cướp ngôi sẽ bị tru di cửu tộc thi hành ngay lập tức. Thì ra cướp ngôi lại là trọng tội. Tịnh Nhi, mùi sao vậy? Không có gì. Mặc dù kế hoạch lần này của bọn chúng thất bại, nhưng người của bọn chúng vẫn còn trong huyện thành. Ta đã biết đó là ai rồi. Thật sao? Có chuyện gì có thể qua được mắt thần của Dương Thu Trì ta? Những ngày tháng tốt đẹp của Kiến Nhân Dư Đảng không còn nhiều đâu. Vậy đó là ai? Chúng ta mau đi bắt bọn chúng lại. Mùi yên tâm, ta đã có kế hoạch rồi. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Mã đại ca, không có gì. Tình Nhi là người của chúng ta, có chuyện gì thì cứ nói. Hiền đệ, những gì để phân phó ta đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai có thể lập tức tiến hành. Vậy chúng ta cứ làm theo kế hoạch đi. Những chuyện này nhất định không được để lộ. Những lời này đều là thật. Những lời này đều là những lời bọn họ nói. Bây giờ có thể thả mẫu thân của ta ra được chưa? Thả mẫu thân của ngươi? Thả mẫu thân của ngươi, ngươi làm sao còn bán mạng cho chúng ta nữa? Nhưng Thu, nhưng hiện giờ Dương Thu Trì đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi. Ta cầu xin ngươi. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Nếu như ta thả mẫu thân của ngươi, ngươi có thể cùng Dương Thu Trì cao chạy xa bay rồi, đúng không? Tình Nhi, đợi ta giúp Kiến Văn bệ hạ khôi phục đế vị, ta sẽ là công thần. Đến lúc đó ta có thể cưới nàng một cách đàng hoàng. Nàng và mẫu thân có thể sống một cuộc sống vinh hoa phú quý. Ngươi nghĩ rằng xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, ta vẫn sẽ gả cho ngươi sao? Ngươi và Dương Thu Trì đúng là tình thâm ý trọng. Muốn làm người con có hiếu, đợi kiếp sau đi. Nếu như Dương Thu Trì điều tra ra chúng ta, ta nghĩ vẫn nên tạm lánh một thời gian. Ta đã không làm trọn sự ủy thác của Kiến Văn bệ hạ. Vốn chỉ lần này uy hiếp hiền phi, đại nghiệp phụ quốc nhất định thành công. Nhưng không ngờ lại bị tên tiểu tử Dương Thu Trì phá hỏng mất chuyện tốt này. Lẽ nào chúng ta cứ trốn tránh mãi? Được, nếu như phải đi, ta cũng phải giết chết tên Dương Thu Trì để diệt trừ hậu họa. Ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi đừng giết Dương Thu Trì. Các ngươi đi đi. Người yêu Dương Thu Trì như vậy sao? Được, vậy ta sẽ giết người trước, sau đó giết Dương Thu Trì. Dừng tay. Nể Oa, quả nhiên là tỷ. Người bán đứng ta, sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Làm việc xấu không sợ người khác bán đứng? Ngươi dễ sợ sệt như vậy, ta thấy thật đáng khinh. Dương Thu Trì, đeo cái mặt nạ đó mà đòi dọa nạt chúng ta à? Thách công tử, đừng giả bộ nữa. Chúng ta nhận ra là ai rồi. Bao cởi đi, nhanh lên.
Hách Dịch Phong, ngươi, quả nhiên là ngươi. Dương Thu Trì, đến lúc chúng ta tính sổ nợ nần với nhau rồi. Muốn tính sổ với chúng ta thì vào ngục mà tính. Lên, nhanh chạy đi.